Chào toàn thể các bác, các cô chú, anh chị, các bạn yêu Aflan nha. Hôm nay em có cái giỏ này, giỏ kiếm này. Trước em có làm một cái video rồi nhưng mà gấp gáp quá không cho các bác nhìn cận cảnh được. Nên hôm nay em quay lại và em làm lại cái clip của ngày hôm trước. Đây, đây là bông hoa của kiếm bạch nhé. Kiếm bạch hay còn gọi là kiếm trắng ấy. Đây, đây chính là bông hoa của nó này. Đây, nó bông nó to bằng cái bàn tay của em luôn. Gần bằng cái bàn tay của em luôn. Rất là to. Bông rất là thơm luôn. Thơm cực kỳ luôn. Ai mà được ngửi cái mùi này thì mãi không quên luôn. Đây. Đây. Các bạn thích không? Đây. Phê cực kỳ luôn. Bốn vòi hoa. Rất là phê luôn. Đây. Gần tàn rồi, nên là tranh thủ làm mấy clip để cho các bác ngắm. Chứ mà tàn, chờ tàn hết rồi thì cũng không nói chuyện gì rồi các bác. Đấy, năm ngoái em thuần. Em thuần từ năm ngoái. Cưới rất là khỏe luôn. Thấy chưa? Bông nó đẹp, đẹp, đẹp kinh dị luôn. Wow. Phải không? Họng nó hơi hồng hồng tí này. Mấy hôm nữa, cái này là chơi Tết. Chơi Tết Dương rồi. Tết âm thì không được, không kịp rồi. Cái này nở hơn tháng rồi các bác ạ. Chứ không phải nở 1-2 ngày đâu. Hơn tháng rồi. Từ tháng trước là em dưới Hà Nội là nghe mẹ bảo là nở rồi. Nở được hơn tuần rồi. Chứ bây giờ em về hơn tháng. Đấy. Hơn tháng mà vẫn còn đẹp như này thì chả biết là mô tả nó một cách như nào. Đây, lá nó này. Thấy chưa? Là nó cũng khá là mỏng đấy, chứ không phải rời lắm đâu. Là nó cũng mỏng thôi. Đây, một củ hành nó là cho một vòi hoa. Một giả hành là cho một vòi hoa. Đấy, phê không? Quá là phê quá. Đấy. Rồi, em chào các bác nha. Chúc các bác một buổi trưa vui vẻ. Hôm nay ghép nhiều lần. Đấy.